Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, phía Bắc ngày có nắng, trời mát mẻ, còn tại phía Nam sẽ có mưa dông ở nhiều nơi. Với khu vực Bắc Bộ, sáng sớm sẽ có sương mù, ngày nắng, đêm và rạng sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Quý vị thì nên trang bị thêm áo khoác mỏng trước khi ra khỏi nhà. Nhiệt độ toàn miền trong khoảng là từ 19 cho tới 30 độ. Với khu vực Trung Bộ, phía Bắc sẽ có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên Huế sẽ là từ 28 cho tới 32 độ và có nơi trên 32 độ. Còn ở khu vực phía Nam thì sẽ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ sẽ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận từ 26 cho tới 29 độ. Các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào kèm dông, mưa to về chiều tối và đêm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra sấm sét và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên, ban ngày trời nắng, nhiệt độ trong khoảng là từ 27 đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 30 đến 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, khu vực Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp 7 cho tới cấp 8. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!